bé đi học rồi mấy bạn cũng hay chọc là sao mà cái mặt cái màu đỏ ri, rồi về bảo mẹ ơi mặt con bị chi đi. Dạ, cháu tên là Lê Văn Thái, học lớp 5 ở Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì vì đâu mà mình được biết đến cái tập Yodo và chương trình phát thảo của cơ sở này ạ? Dạ, em có theo dõi ở cái cơ sở Hà Nội vì nghe cũng nhiều người giới thiệu. Bé cũng muốn xóa cái chàm đi cho bé nó tự tin đi học với bạn bè, bé càng ngày nó càng lớn lên rồi. Trong bé nó có một cái hình tự tin với lại mọi người, với lại nó cho sau này tương lai của bé thay đổi. Đồng cảm với câu chuyện của bé Lê Văn Thái, thẩm mỹ OIO quyết định trao tặng tài trợ 80% chi phí điều trị. Hãy chờ đón bé Thái ở những tập tiếp theo để biết OIO đã giúp con xóa chàm như thế nào nhé.